Bao nhiêu tiền? Rồi được đi. Thank you.
chúng thế nhở. Đây con ơi, cho vào đây. Con tìm xem. À đây đây, đây con ơi. Nhiều lắm đây này. Ui đấy, ui nhiều lắm. Đây đây đây, con ơi, đi sang đây con ơi, nhiều quá này, đây đây con đi đường này, đây đây nhà ở đây mà, con để cẩn thận, để cẩn thận nhìn nhận nhé, ôi trứng gà này. Toàn đất đây này con này. Ui. Nào đi, đi ra đây con này. Ui. 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 Con xuống đây đập nhá. Bác để rồi con đây. Đấy, con đập. Đấy, con để đấy. Ừ, con đập cẩn thận nhá. Để bác đi chỗ đây tìm xem này. Chạy ra đây. Ui, nhiều lắm này con ơi. Đây này, đấy, quả trứng gà đây này. Ta xem đằng này có không con này. Ui, kìa, một ổ trứng kìa. Ui, ở đây nhiều lắm con ơi. Con nhặt đi, con nhặt. Ừ, nhặt cho vào rổ đi. Đấy, nhiều chưa này. Con đặt vào đây, cho vào đây. Đấy, con đặt vào đây. Nào. Đấy, được rồi, đi. Nhiều lắm rồi đấy. Đi ra sang bên này tìm xem nào con này.
đây nha, để xếp vào đây để mang đi ra chợ bán nha. Để xếp vào đây nha, mang ra chợ bán nha. Nhà thế nó không vỡ. Con đi về đâu này, cầm đổ cho bác này.
chết mẹ ơi, do hả? Em con bé là đi qua đây anh em chết thì thế với lại nó thêm em cố là đéo có mà ăn này. Nếu mà không có gì ăn đâu thì cũng được, không có mà ăn đấy, những cách gì nó kiếm tiền hết đấy anh nhậu này cược ra hết sạch không còn gì hết mà cược. Tao năm mày ba nhé. Không. À, anh em như công thế không được. Hơn. Không phải đánh nhau đấy. Anh ạ. Thế đến thì chia nhau ra. Bao nhiêu tiền? Rồi được đi đi. Oh.
Ui. Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi, chị làm sao thế này? Mẹ làm sao đấy con? Chị ơi. Chị ơi. Ui, chị làm sao thế này? Chị ơi. Chị ơi. Chị ơi. Chị tỉnh lại đi. Chị tỉnh lại đi. Không phải. Em thấy chị ngất ở đây. Em đang cứu chị thôi, em giúp chị thôi. Đây con chị đây. Con chị đây. Tiền đâu? Chị mất tiền à? Chị mất tiền à? Chị bị cướp à? Chị đưa tôi bế con cho. Tôi đưa chị về. Nhanh. Không sao cả. Đi về đi. Đi về nhà đã rồi biết rồi tính. Đi nào, con đỡ mẹ dậy đi về nào, con đỡ mẹ dậy để đi về, đi con đi về, không sao, được rồi. Chị mất hết rồi à? Thôi không sao, đứng dậy đi về đi. Đi về rồi kiếm lại nhá. Đi nào. Con đưa mẹ dậy về đi con. Nào. Đi con, đi về đi. Đi về. Thế tôi đưa chị về nhá. Thôi. Anh đi đường nào đi về nhà anh. Đây tôi đi đường này. Tôi cảm ơn anh nhá. Vâng. Chị về nhá. Cảm ơn anh nhá. Con chào chú đi. Thank you.
nào 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 bé ơi đấy bé con nhá, nhớ chưa? Ở đây khăn rửa mặt cho con nhá, không nghe nhớ chưa? Con nóng không? Đi rửa tay thôi, này, đi rửa mặt đi. Đi. Em bé nằm đấy nhá. Con đi xem. Này anh đi này.
anh á. À, đây nướng của anh á. Thường thế em nhỉ. Ăn chi nè, ăn chi. Đây. Mm-hmm.